Làm gì khi phải lựa chọn giữa TikTok và Shopee? Anh ơi, anh nghĩ sao khi phải lựa chọn giữa TikTok và Shopee? Khi đứng giữa cái sự lựa chọn một trong hai ấy, thì phương pháp đầu tiên ấy, là hãy cố gắng chọn cả hai. Nếu không chọn được cả hai thì lúc đấy phải đưa lên bàn cân. Là bây giờ nếu mình làm TikTok mình sẽ được gì, mình mất gì? Nếu mình không làm TikTok thì mình được gì, mình mất gì? Đó, mình đặt lên bàn cân mình biết ngay mà. TikTok tuy ý, nó không phải là một cái thứ gì đó quá cao siêu, nhưng nó lại là một cơ hội. Muốn làm Shopee để mà có một cơ hội bùng nổ, nó phải cần một thời gian dài. Từ việc làm sản phẩm, từ việc làm marketing, từ việc xây dựng shop, từ việc bố trí nhân sự, nó phải rất lâu thì mới thành được. Nhưng TikTok thậm chí chỉ sau một đêm. Đây nho nho xin lỗi, nhưng nếu bạn có thể làm những nội dung nó hơi kiểu tiêu cực một tí thôi, là toxic một tí, nói theo anh em trên mạng gọi là toxic, bạn chỉ cần dám làm những cái nội dung dạng thế thôi là đã có sự bùng nổ rồi.